Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Leeds và câu lạc bộ Empoli. Đây là trận đấu thuộc vòng 12 giải vô địch quốc gia Italy và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ 45 rạng sáng ngày 9 tháng 11 và theo đánh giá, câu lạc bộ Leeds sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Empoli với mức kèo là 0,25, mức kèo cũng có thể tăng 0,5 và hạ xuống còn là kèo đồng, mức tài xỉu là 2,25, 2,5 và hai trái tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả kết bạn Zalo hoặc ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về các kèo bóng khác trong nhóm nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Leeds và Empoli thì Leeds thắng 1, hòa 2 và thua 2 trước Empoli. 5 trận thi đấu gần nhất của Leeds thì Leeds thắng 1 và thua 4. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Empoli thì Empoli thắng 1, hòa 1 và thua 3. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Empoli được chấp 0,25 nhé. Vì sao? Mặc dù trận này Empoli phải đi làm khách và còn bị đánh giá cửa dưới, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình, Empoli cũng không thua kém gì Leeds đâu. Thứ hai nữa thì nếu như trận này mà hai đội có một kết quả hòa thì chúng ta chọn Empoli được chấp, chúng ta cũng thắng được nửa kèo. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều. Những lần mà đến làm khách trên sân của Leeds trước đây, đa phần là Empoli có điểm mang về. Ở lượt trận này đến làm khách gặp đội chủ nhà thời gian vừa qua đang mất phong độ thì biết đâu Empoli họ sẽ làm nên chuyện với một chiến thắng trước Leeds thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình, ưu tiên chọn Empoli được chấp nha. Mức tài xỉu là hai trái 2,25 và 1,75. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì đa phần cũng có là từ 2 hoặc 3 bàn trở lên. Cái hiệu suất ghi bàn của Leeds lẫn Empoli cũng đang khá đều đặn. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi. Có thể là 2-1 nghiêng về cho Empoli hoặc 3-1, có thể là 3-0 cũng không chừng. Bạn nào tin tưởng mình nữa, ưu tiên chọn kèo tài nha. Tài 2, đá nhẹ tài 2 thôi. Từ đầu vào trận thì có thể là hai đội cũng sẽ thận trọng thì cũng sẽ không có bàn thắng sớm đâu. Các bạn canh tài hạ dưới 2 thì hạ vào tài theo ý muốn của các bạn. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 0,75. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ nó cũng đang ổn hơn so với đội chủ nhà ở thời điểm hiện tại thì Empoli mình nghĩ họ cũng sẽ chắc chiêu cơ hội. Dự đoán hiệp 1 Empoli mới là đội sẽ dẫn bàn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Empoli kèo đồng nha và đá tài 0,75. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Empoli và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.